Bây giờ bà nói như vậy nè, đẻ bà ra kỷ tuổi với bà, nếu bà nuôi bà đó thì bà phải chết. Ở đời nhỏ lớn con, lúc nhỏ cha mẹ cứ bắt đi ở mướn hoài, ở đỡ đó, đi ở đâu này đi ở đâu kia đem tiền gì cho bà không cho đi học. Giờ đây bà ở đây có sâm con mình, con ruột thì chết hết, đứa con gái út á con cũng chết luôn. Hoàng Linh miền Tây kết nối trái tim Việt. Dạ Hoàng Linh xin mến chào quý bà con cô chú anh chị mình. Hiện tại Hoàng Linh đang ở xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thì hôm nay Hoàng Linh xin mời quý bà con mình sẽ cùng Hoàng Linh đến với một câu chuyện mà tưởng chừng đã xảy ra trong phim ảnh, trong chuyện cổ tích thì mới có thôi cô chú anh chị. Thì cái câu chuyện là bà lão này đã bị cha mẹ mình bỏ rơi bởi vì một cái lý do nghiêng về tâm linh. Nghiêng về tâm linh là quý cô chú anh chị mình cũng đã hiểu như thế nào rồi. Thì cái câu chuyện như thế nào thì xin mời quý bà con và chú chị mình sẽ cùng Hoàng Linh vào bên trong để gặp bà cụ để chúng ta tìm hiểu xem cái câu chuyện ly kỳ như thế nào ha. Hoàng Linh xin mời quý bà con và chú chị mình sẽ vô gặp bà cụ như thế nào. Dạ con chào bà. Hôm nay con nghe nói hoàn cảnh của bà cũng khó khăn, với bà có một cái câu chuyện rất là ly kỳ đó. Con muốn đến đây để con trò chuyện với bà, hai bà cháu trò chuyện để kể cái câu chuyện ly kỳ của bà cho quý bà con mình nghe ha. Dạ. Dạ. Chào ha. Trước tiên là con cảm ơn con thì Linh sẽ trò chuyện với bà cùng quý bà con. Thì trước tiên thì bà ơi, cho con hỏi là bà tên gì bà? Tên Nhạn, họ Đoàn, Đoàn Thị Nhạn. Đoàn Thị Nhạn. Ừ, dạ. Là 80 tuổi. Dạ, bà 80 tuổi rồi. Ừ. À, 80 tuổi mà nãy con thấy bà rất là khỏe luôn. Đó là sức khỏe của bà. Trời ơi, đi yếu chiều con đi 2 cái giò muốn té. Dạ. Đi chậm chậm, đi lẹ té liền. Dạ, con nghe cái anh giới thiệu con qua cái hoàn cảnh của bà đó, cũng như cái câu chuyện của bà đó. Thì, bà bị bỏ rơi hồi nhỏ nè con. Đó. Là bà kể cho con nghe ha. Ừ, lúc nhỏ cha mẹ cứ bắt đi ở mướn hoài, đi ở đâu này đi ở đâu kia đem tiền gì cho bà. Là cha mẹ ruột đó bà. Ừ, cha mẹ ruột đó. Là lúc đó là bà được bao nhiêu tuổi? Đâu được 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi gì đó. Bà biểu đi xuống Sài Gòn ở. Tới tháng ở dưới người ta gửi lên cho má. Chứ bà đâu có biết đường đâu đi. Có người lên rước xuống như ở Sài Gòn ở đợ đó. Ở đợ rồi con biết không? Gửi tiền gì à? Bà cũng khổ lắm. Bà nói tới hoàn cảnh của bà là bà khóc. Mà tới lớn đó, giấy tờ không có con ơi. Có giấy tờ đâu đi về lo thì cha mẹ đâu có nhập vô hộ khẩu. Cha mẹ chết hết rồi. Thì bà khổ gian nan. Trước là cha mẹ không nhận bà hay là sao bà? Nhận nuôi. Là nuôi. Là cha mẹ nuôi. Cho bà, cho người khác. Bà mới tìm về, đi làm mướn làm thuê, đưa tiền cho mẹ ruột. Bà không cho đi học. Bà đài đã mặc hoài người này tới người kia, người này tới người kia. Mà hồi đó còn nhớ xíu à. 8 tuổi hay 10 tuổi nha. À? Hả? Là cha mẹ ruột đó. Cha mẹ ruột đó nha. Là lúc đó là bà có mà cha mẹ nuôi nữa hả? Có, cha mẹ nuôi nhưng mà cha mẹ nuôi chết hết rồi. Là cha mẹ nuôi là sau này thôi. Ừ, bỏ bà bơ vơ bà mới đi tìm. Dạ, tìm tới là... Nãy giờ con chưa hiểu lắm, tức là cha mẹ ruột của bà là không nhận bà, là bỏ bà. Bỏ, đem cho người ta đó. Sao bà, là ba mẹ ruột hay ba mẹ ghẻ? Ba mẹ ruột đó. Ba mẹ nuôi chết rồi. Chết hết rồi. Dạ. Rồi trong thời gian bà sống với ba mẹ nuôi đó, là ba mẹ nuôi là... Trời ơi, hồi đó nhỏ xíu đâu có biết. Cho hồi còn nhỏ nữa. À, tức là cái câu chuyện là bà bị ba mẹ ruột bỏ. Ừ. Rồi sau đó là bà đi lưu lạc là gặp ba mẹ nuôi. Rồi đến khi ba mẹ nuôi là mất, là lúc đó bà cũng còn nhỏ. Rồi bà mới tìm về với người ta chỉ chọc mẹ. Vậy đó, đi tìm. Dạ. Rồi con coi tìm về, đồ bà đỡ đồ này, đỡ đồ kia, bà lấy tiền hoài. Mình làm con, mình phải nghe lời.
Sao dám? Tức là lúc xưa thì cũng bắt con đi ở đợ, đến khi tìm về cũng bắt con đi ở đợ tiếp. Đi ở đợ nữa. Khổ lắm, con rồi nói ra là gì khóc à. Bà sống bao nhiêu năm với cha mẹ ruột nữa khi mà bà tìm về? Không bao nhiêu năm, cha mẹ nuôi thì chết rồi, thì cha mẹ ruột, lâu lắm rồi. Cha mẹ nuôi mất thì bà tìm về cha mẹ ruột thì... Hồi đó có mấy tuổi à, 90 tuổi à. Rồi cha mẹ ruột là, sau đó là cũng mất hả? Cha mẹ ruột mất hết, mất hồi gì có chồng mà. Vậy là lúc là bà có chồng là lúc bà được nhiêu tuổi? Có chồng 21 tuổi. 21. Rồi sau đó là tiếp tục câu chuyện của bà, sau đó là sao nữa bà? Giờ cái chồng 21 tuổi, rồi khổ sở cha mẹ chết không có tiền đi về. Rồi lần lần cũng vay mượn này kia nọ gì đó. Nó tăng chế cho cha mẹ rồi bà đi, lúc đó bà cũng... lớn tuổi à, lâu quá rồi bà cũng không nhớ nữa con ơi. Giờ lẫn lộn. Rồi sau đó là chồng con bà sao bà? Con chết hết rồi, chồng cũng chết luôn. Cái số của bà sao lặng lặng vậy? Ừ. Con thằng con trai lớn nó đi, nó chết thăm mất tiêu. Nó nói đi làm lâu về thăm bà, nó chết thăm mất tiêu. Vì ở đây bà ở đây có xăm quân mình, con nuôi nó nuôi, con ruột thì chết hết, đứa con gái út á, con cũng chết luôn, mà chết nhỏ. Còn cái người còn lại là đi làm ở đâu mất hay là bà? Ừ, đi mất tiêu luôn. Bà có biết là vì lý do sao mà anh... Đâu không biết nữa, nó cũng hơi khùng khùng. Có khi nào mà anh bị đi lạc không bà? Không đâu trời, nó đi tới Vũng Tàu và Rịa cũng được, Biên Hòa cũng được, nó không có lạc. Có gì không có biết chỗ nào gì đi hết trơn. Vì cứ ở nơi đây là nơi đây. Nơi đây thì chưa biết rành mà đi nữa đó con ơi. Dạ. Cái người con của bà là đã đi... Đi nó bỏ bà luôn rồi, nó chết tao mất tiêu mấy năm mà, mười mấy hai chục năm rồi con ơi. Mà chưa giờ thăm bà. Không đâu con, nó bỏ luôn, nó chết luôn đâu, mất tiêu luôn. Hồi đó bà có biết anh, hồi đó là bà, anh là đi làm cái công việc gì? Ai mình đi mặn mướn, ai kêu gì mặn đấy đó. Cho nó cũng đâu có, nó cũng hơi tửng tửng. Ai kêu gì mặn đấy, đừng mặn tao cũng đi đi. Đi sau mười mấy hai chục năm mà không thấy gì nữa. Mà sống đây cũng nhờ con nuôi, nó nuôi nè. Cơm nước này kia, quần áo rồi nó cho bằng nè. Thế bà đâu có tiền của bà, cô bác ở sớm này cũng cho quần áo bằng. Bà nói ra hoàn cảnh của bà là bà khóc dữ lắm. Khổ sở dữ lắm con ơi. Giờ mình bệnh hoạn già rồi, 80 tuổi rồi. Bệnh tiểu đường, bệnh lên máu. Bệnh xương sống có gai, hỏi con, chết bất tử không có chờ nào nữa. Nhiều khi bà buồn mà nó chết đâu, chết phức chứ rồi. Là nghèo mà còn thêm cái bệnh nữa. Kêu ông bà rước đi sớm đi, đừng để con đau đớn chịu không nổi. Nói chung là sinh lão bệnh tử là ai cũng trải qua, cũng phải trải qua chứ không bà. Cái số phận của bà nó buồn nhiều lắm con. Kể ra là bà khóc không biết nói gì bây giờ. Chuyện lâu dài thì bà cũng quên bộn rồi. Già rồi con ơi, đâu có nhớ nổi cái chuyện xưa. Chuyện hồi nhỏ đó, nhớ chút đỉnh thôi, đâu có nhớ nhiều. Ở đây cũng nhờ con nuôi, nó nuôi. Cơm nước nó nấu cho ăn, quần áo nó giặt cho bạn. Vậy thôi còn đòi gì nữa con, thấy không? Bây giờ bà cố gắng mình thương con hơn con đủ mình. Mình vui vẻ, mình sống quãng đời còn lại, chứ mình đừng có buồn bã. Thì bệnh tật nó sẽ đỡ. Nhiều khi bà buồn, bà khóc mình nên, nín mình nên. Đi ra ngoài đường thì ráng vui vẻ vậy đó con. Ráng gượng vui. Để mặt mình xấu xí, buồn bã rồi ở trong nhà con cái rồi nó thấy nó... Không biết làm sao, thấy bà không được vui.
ráng gượng con thiệt. Ở đây nó thương, nó thương bà lắm. Bà cũng có con nuôi thương bà như vậy là cũng coi như là cái niềm vui. Nó cũng nghèo nha con, nó cũng làm ruộng làm rẫy, rồi nó đâu có tiền nó lo thuốc cho mình, mà mình cũng già rồi đâu có làm ra tiền, con cũng nhờ mấy con giúp đỡ. Chứ bây giờ bà khổ dữ, khổ dữ dội. Mà ở trong cái căn trọ nhỏ này thì con thấy cũng vậy là cũng tạm ổn, cũng con nuôi nó cắt nè. Nó cắt cho chứ bà đâu có nhà có cửa gì đâu. Rồi bà đâu có sinh hoạt ở đây hả? Vậy là cách ăn cơm ăn nước là chắc ăn cơm lên nó thôi. Đi tiểu đi tiêu cũng lên nó. Rồi đây tối rồi sao bà? Tối ngủ mình. Tối lỡ mình đi sinh hoạt rồi phải đi lên chợ. Có cái bô. Tối có cái bô mình đi. Đi tiểu. Bà cũng đâu nấu ăn ở đây thì không, không nó nấu cho mình ăn thôi. Công nghiệp nó nấu chín rồi lên mình ăn vậy đó. Nó cũng lo cơm lo nước cho mình ăn, cá mắm đàng hoàng cũng được. Chứ bà cái số bà khổ lắm, kể ra bà khóc à. Cũng là một cái niềm mà tuổi già cho bà có con nuôi, tại cái số của bà thì khổ từ nhỏ bị cha mẹ ruột bỏ. Khổ đâu hồi nhỏ xíu tới hồi còn nằm ngửa tới bây giờ đó con. Nãy giờ con đang thắc mắc các bạn, lúc mà bà ở với cha mẹ nuôi là cha mẹ nuôi có thương thương bà? Thương lắm, cưng lắm. Nhưng mà hai ông bà bệnh chết trơn. Bà còn nhớ là lúc mình thời gian mình ở với cha mẹ nuôi là được tầm bao nhiêu năm không? Không có nhớ. Lâu quá rồi, không nhớ được không? Quá lâu rồi, bây giờ 80 tuổi sao nhớ nó được không? Nhiều khi là con rồi, khi mà cha mẹ nuôi của bà mất thì bà lại tìm về với mất mà nhờ, bà còn nhỏ bà không có lo đám ma đám gì hết. Rồi, chạy chơi giỡn tìm về với cha mẹ ruột thì lại một lần nữa thì cha mẹ ruột lại bắt bà đi nó ở đâu ở thôi, ở mướn ở đâu này ở đâu kia ở đâu nọ đem tiền cho bà đem nha tiền về. Là bà không một cách con không chê ở chủ thương nghe chủ sắm quần áo bận nghe sắm vàng cho đeo. Câu chuyện của bà là giống như là câu chuyện trong phim vậy đó bà. Trong hơn nữa. Dạ. Khổ dữ lắm con nói thiệt. Là đi ở đỡ kiểu như hồi xưa mà con nhỏ thì con không biết. Thì có những cái bộ phim hồi xưa mà ông Tá Điền đồ đó, chắc hồi xưa là bà đi ở đỡ cái gì đó bà. Trời ơi, ở đỡ con ơi, nhớ nhà khóc. Chủ người ta dỗ nữa. Dạ. Chủ người ta nói nín đi Nhạn ơi, mình nín đi làm đi. Rồi tao cho mày tiền, cho quần áo đâu mày bận, cho dép rồi mày mang. Mày bệnh hoạn tao lo. Rồi người ta lo dữ lắm. Ta chủ đó mà tao lo. Lo quần áo cho mình nè. Dép cho mình nè. Mình bệnh ta đi chích thuốc cho mình nè. Mua thuốc mình uống nè. Còn hơn cha mẹ ruột không ngó tới nữa đó con. Nhưng mà vì bà nói như vậy nè. Đẻ bà ra kỵ tuổi với bà. Nếu bà nuôi bà đó thì bà phải chết. Mà không biết có không, mà không biết. Dạ, cái đó là cái câu chuyện hồi nãy con hỏi bà là do một cái tâm linh gì mà cha mẹ đã ghét bà, đã đuổi xô bà đó. Chứ bà hiền khô à. Dạ. Bà không có hổng. Vậy là cha mẹ tin vào một cái lời mê tín vậy thôi. Ừ, phải rồi. Là nói kỵ tuổi với bà, với cha mẹ cho nên là mới đem cho, thương. Cho người ta. Dạ, đem cho. Thành đôi hai đứa nha. Dạ. Bà thì chị, đứa em thì... mấy em trai mà nó sung sướng hơn bà khổ lắm. Bởi vì bà không thương, bà đợi hoài con ơi, đợi đi hoài đi quỷ, không có cho ở nhà. Còn về nhà thì bắt ra đồng bằng cỏ, lớn thì bắt đi cắt lúa vậy đó. Số bà khổ lắm, ở đây còn đỡ. Nãy giờ con cũng đang thắc mắc nữa, vậy là hồi lúc bà có chồng là bà còn ở với cha mẹ ruột không? Không, đi làm mướn bà đợi hoài mà. Dạ. Đợi tới hai mấy tuổi còn đợi đó. Dạ. Làm bà làm hoài vậy, đem tiền gì hoài vậy. Tới ngày á chồng dắt đi thì đi, thương nhau ở nhau đâu có đám cưới đám hỏi gì. Dạ. Thì đó bà, là ông cũng là ở đi đi làm thuê như bà hay là sao?
ổng cũng làm thuê mà ổng ở tới Long Thành. Vậy là đó là bà còn nhớ là mình đi ở đợ trong nhà bá hộ hay là sao? Ở đợ nhiều người lắm. Nhà lầu 5-6 tầng. Đi lên lau nhà dọn dẹp cực khổ lắm. Đó là ông hội đồng đó hả bà? Không, cái đó không phải hội đồng. Dạ. Nhưng người ta giàu, người ta có tiền. Các nhà lầu người ta mướn mình vô làm thuê, làm mướn lau nhà, giặt đồ vậy đó con. Dạ. Khổ vậy lắm. Gặp được ông. Gặp được ông là... Mà được nghỉ, người ta còn năn nỉ nữa đó. Thì không mẹ không thương vậy đó con. Thì thủ khóc luôn. Không thương, bà không có lo giấy tờ, bà bỏ bê vậy đó. Thì ở đây cũng nhờ con nuôi, nó nuôi cho. Nó còn thương hơn mẹ, mà con ruột của mình nữa. Con ruột có thằng trai mà đi bỏ, chết rồi mất tiêu, không gì vậy. Đứa con gái cũng chết hồi nhỏ nữa. Rồi, sau hai đứa, thì chồng cũng chết luôn. Rồi sống mình ở đây cũng nhờ cô bác ở đây. Người ta gặp thì người cho 5.000, 10.000 mua thuốc uống. Thì nhờ có mấy con lại quay cho chút đỉnh giúp đỡ cho gì cũng mừng dữ lắm con ơi. Tiền thuốc chứ giờ con có bệnh hoạn. Nghèo khổ mà bệnh tùm lum, con thấy bệnh không? Bệnh thấy ghê nha. Bệnh tiểu đường nè, hôm mấy bữa kia đi thử đường, đường lên. Con cảm ơn bà. Câu chuyện của bà thì nãy giờ kể các quý bà con mình cũng hiểu rồi. Câu chuyện của bà là cực khổ từ nhỏ, bị ba mẹ bỏ rơi. Chỉ vì tin vào một cái mê tín gì đó mà tuổi tác đó là không hợp, thì mới đưa bà đi chỗ này, đưa bà đi chỗ nọ để đại bà đi làm. Rồi sau đó là bôn ba thì bà cũng gặp được cha mẹ nuôi. Rồi sau đó thì cha mẹ nuôi cũng mất, cuộc đời bà lại bước vào một cái trang bi thảm mới nữa. Rồi cha mẹ nuôi mất thì trở về với cha mẹ ruột. Cha mẹ ruột rồi cho đi nữa. Cha mẹ ruột là lại tiếp tục hành hạ bà lần hai, gọi là cho bà đi ở đợ tiếp. Đó là một bà lại bước sang một cái trang cuộc đời là bi thảm mới nữa. Rồi sau đó thì trong thời gian đi ở cho người ta đó, thì bà gặp được ông. Thì ông bà đã thương nhau, rồi cưới nhau. Thì đến khi có con, rồi xong là ông mất hả bà? Ông mất. Rồi ông mất xong thì hai đứa con cũng mất, từ từ mất theo. Thì nói chung là bà lại thêm một cái trang khổ mới. Rồi bây giờ thì bà cô đơn sống một mình trong cái căn trò nhỏ như thế này thôi. Đó. Hiện tại bây giờ là một cái trang mới nữa, cuộc đời đau khổ của bà. Đau khổ. Bà thấy là Linh tóm tắt lại thì có khi những cái câu chuyện là bà kể không có đúng thứ tự, tại vì bà cũng lớn tuổi bà nhớ không có nhớ khúc nào bà kể khúc đó. Lớn tuổi quên bớt hết trơn. Clip nãy giờ cũng dài thì con xin vì cảm bệnh ơn ngồi bà lâu nhiều ha. Cảm ơn bà bữa nay đã cho con đến đây để ghi hình. Con xin tạm dừng clip ở đây. Dạ, kính thưa quý bà con, thì Linh mới nhờ một hàng xóm của bà là chú Năm. Dạ, Năm chú, Quân. Chú Năm Quân. Dạ, cho con hỏi chú Năm Quân năm nay mình được nhiêu tuổi rồi chú Năm? Hôm nay cũng 68 tuổi rồi. Dạ, thì chú Năm đang ăn cơm dở. Thì thôi con nhờ chú Năm kể sơ lược về cái câu chuyện của bà cụ cho quý bà con mình hiểu rõ về hoàn cảnh của bà cụ ha. Tôi thì nói chung là cũng không gần bả cho mấy. Dạ. Vì lúc trước bả sẽ ở trên Hồng Ngự. Dạ. Quê quán bả ở Hồng Ngự cho nó. Dạ. Rồi mới trôi dạt xuống ở Long Xuyên mình nè. Dạ. Rồi bả ở bán kiến thiết. Bán kiến thiết rồi mới gặp cái ông và vợ của thằng cháu tôi nè. Mà ở đây. Yeah. Hai ông bà mới ở chấp nối mà ở khi mà ổng chết đó. Yeah. Ổng mới biểu nhỏ cháu dâu tôi nè là con của ổng đó. Yeah. Phải nuôi bà. Thì bây giờ lúc trước đó, thì ổng mất rồi thì tang chế rồi cũng xong xuôi hết rồi ổng mới nó mới rước ở về đây nuôi. Yeah. Thì rước về đây nuôi một thời gian rồi ổng mới trở về xứ bả chển.
Để trở về chứ bà trên bà ở đâu cũng thời gian đâu cũng đâu 3 tháng 4 5 tháng gì đó. Rồi cái bà ở trên không nổi. Bà mới trở về chứ cho nhỏ này nuôi nữa. Dạ. Yeah. Về đây nuôi đâu cũng cả năm nay rồi. Năm mấy 2 năm gì rồi. Thì vậy đó cũng nhờ Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Chứ nói chung ra thì không có mà mặn gì đâu nổi. Lộ yeah. Bắn số lộ già rồi sao lộ nổi. Yeah. Thì cũng nhờ Mạnh Thường Quân giúp đỡ ba cái vậy, người lâu lâu cái lợi một số vậy cái cho bả một số gạo tiền hay là này kia nói đó. Yeah. Thì cho bả sống. Thì con nhỏ kia thì nó cũng nuôi. Yeah. Ở nào cho bả thì bả giữ. Nó chỉ có cho tiền bả thì bả giữ. Yeah. Rồi cơm nước gạo thóc thì nhỏ chảnh nó nuôi, nhỏ cháu dâu tôi nó nuôi. Yeah. Thì con của ổng đó. Con của ông chồng chấp nối bả đó. Nuôi nhỏ này cũng được lắm, mà nó nuôi cũng kỹ lưỡng đàng hoàng, cũng không có cho đói khát gì hết. Yeah. Chứ không phải như người ta mà nuôi rồi bỏ, rồi đem về nuôi rồi bỏ lên bỏ xuống rồi đói khát đồ này kia nữa, nó không có, nó cũng phải lo. Ừ. Rồi số nào mà Mạnh Thường Quân đã cho được nhiều, ta giúp đỡ được nhiều thì đã cũng giữ đó. Chứ nó không có lấy nữa. Nhờ cho bà ăn bánh dạ. Trái này kia nọ nó khi bà mà cũng lớn tuổi rồi thì có con là nãy bà kể là con nuôi là cái chị đó ta. Là chị con đó nuôi. Là con của ổng. Dạ. Con chồng. Chồng bà. Dạ. Chắc bà lâu quá bà không nhớ, bà chưa kể câu chuyện đó. Mà bà lâu quá bà không có nhớ nữa. Dạ. Con bà thì một đứa thì tạ lạc đồ này, đứa tạ lạc đồ kia rồi. Chết trâu chết nổi gì nữa, giờ còn mình ên bả gì đó. Yeah. Bơ dơ vậy đó. Yeah. Coi như sống ở đây là không có thân nhân họ hàng. Yeah. Gì trơn trời. Nhờ vào tình thương của xóm Ghiền. Nhờ tình thương của xóm Ghiền như của xã hội của Mạnh Thường Quân nè. Dạ, yeah. Với bên chỗ từ thiện đâu hay cho gạo đâu bả ha. Bây giờ thì người ta là có cái tấm lòng đó dữ lắm rồi. Người ta giúp đỡ dữ lắm. Chứ không phải như hồi trước mà chết ai nó chịu đâu. Yeah. Cảm ơn chú Năm đã chia sẻ cái câu chuyện của bà với con. Yeah. Cảm ơn chú Năm, chúc chú Năm thật nhiều sức khỏe ha. Yeah. Yeah.